hướng dẫn gia đình Phật tử niệm quả tức, thượng thừa tinh thần vô ý của Bồ Tát. Quả tức Phật cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh, nguyên tổng bộ trưởng tổng bộ thanh niên giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thống Nhất, thượng thừa truyền thống đoàn kết tất cả phong tục tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, chiếu nội quy và quy chế gia đình thanh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, thương biết ngày 6 tháng 7 năm 1986 trong đại hội thanh trưởng toàn quốc kỳ 2 tổ chức tại chùa Ninh Sơn, Houston, Texas, và lần lượt được tư vấn qua các đại hội thanh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam toàn quốc kỳ 3 năm 1989, kỳ 4 năm 1992, kỳ 5 năm 1996, kỳ 7 năm 2004, kỳ 8 năm 2008, kỳ 9 năm 2012 và kỳ 10 năm 2016. Chiếu nội quy và quy chế tuyên truyền gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, chiếu quyết định số 533 hướng dẫn Trung ương, quyết định ngày 28 tháng 1 năm 2014 về việc công nhận thành phần nhân sự ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Quảng Đức nhiệm kỳ 11 năm 2013 đến 2017. Chiếu quyết định số 1256 hướng dẫn Quảng Đức, quyết định ngày 4 tháng 5 năm 2017 về việc thành lập hội đồng sáng lập tập miền Quảng Đức 2017. Chiếu biên bản biên hợp, chiếu biên bản hợp của hội đồng xét cấp tập miền Quảng Đức 2017 ngày 24 tháng 5 năm 2017, chiếu nhu cầu Phật sự. Quyết định điều thứ nhất, những huynh trưởng có tên sau đây được chính thức xếp vào hàng huynh trưởng cấp tập gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ kể từ Phật lịch Phật đản Phật lịch tịch xin lỗi Phật đản Phật lịch 2561. Một, huynh trưởng Giác Hữu Quách Hữu Bằng, gia đình Phật tử Huyền Quang, San Bernardino. 2. Huynh trưởng Tịnh Hạnh Sử Thị Mỹ Dung, gia đình Phật tử Nhất Tâm, Phoenix. Huynh trưởng Diệu Hạnh Nguyễn Thị Đan Phượng, gia đình Phật tử Nhất Tâm, Phoenix. Huynh trưởng Thiện Pháp Võ Tùng, gia đình Phật tử Nhất Tâm, Phoenix. Huynh trưởng Quảng Đạo Hoa Hữu Minh, gia đình Phật tử Phổ Hòa, Garden Grove. Huynh trưởng Diệu Cánh Hồ Thị Phương Tâm, gia đình Phật tử Phổ Hòa, Garden Grove. Huynh trưởng Phổ Hiền Nguyễn Thị Hoàng Thanh, gia đình Phật tử Phổ Đà, Santa Ana. Huynh trưởng Quảng Tánh Nguyễn Gia Thân, gia đình Phật tử Phổ Đà, Santa Ana. Huynh trưởng Nhật Lực Lê Khắc Long, gia đình Phật tử Pháp Vân, Pomona. Đây, những huynh trưởng có tên sau đây được đặt cách xếp vào hàng huynh trưởng cấp tập gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ kể từ Vu Lan Phật lịch 2561. Một, huynh trưởng Đồng Tuệ Trần Quang Hiệp, gia đình Phật tử Anima Gardina. Huynh trưởng Từ Rộng Nguyễn Minh Sang, gia đình Phật tử Đường Ngự Westminster. Huynh trưởng Minh Hòa Vũ Minh Tấn, gia đình Phật tử Phổ Hòa Garden Grove. Huynh trưởng Minh Tín Nguyễn Quý Trung, gia đình Phật tử Phổ Hòa Garden Grove. Những huynh trưởng có tên sau đây được chính thức xếp vào hàng huynh trưởng sơ cấp gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ kể từ Phật lịch Phật đản Phật lịch 2561. Huynh trưởng Thiện Trí Chu Anh Dũng, gia đình Phật tử Pháp Vân, Pomona, California. Hai, điều luật thứ hai, các huynh trưởng được xếp cấp có trách nhiệm gìn giữ và phục vụ gia đình Phật tử theo đúng nội quy và quy chế gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Điều thứ ba, các phó trưởng ban, phó tổng thư ký và các ủy viên liên hệ ban hướng dẫn miền Quảng Đức, các đơn vị trực thuộc cũng như liên thuộc và các huynh trưởng đương nhiệm đương sự chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này, Phật lệnh năm 2561 ngày 22 tháng 9 năm 2017 chỉnh ra tên như tiếng Nguyễn Hữu Dũng. Tiếp theo là phần tuyên đọc sứ mạng, quyền hạn, bổn phận và trách nhiệm của huynh trưởng dạy cấp. Chúng tôi mời huynh trưởng Tâm Nguyên Quang Nguyễn Lương Giang. Bốn phần. Thứ nhất, tham gia vào ban huynh trưởng của một gia đình. Thứ hai, làm đoàn trưởng. Đây là nhiệm vụ cấp tập của các huynh trưởng cấp tập. Thứ nhất, tham gia vào ban huynh trưởng của một gia đình. Thứ hai, làm đoàn trưởng.
làm trại trưởng trại huấn luyện đội chúng đàn trưởng Anoma, đội trưởng và đội phó Mi Liên, chúng trưởng và chúng phó Đức Sơn, đầu thiếu đàn cho thiếu nam, thiếu nữ và oanh vũ, làm huấn luyện viên cho trại Ngọc Nguyễn, ban viên ban quản trại Ngọc Nguyễn và A Dục, có trách nhiệm về sự thịnh suy của một đoàn và liên đới trách nhiệm với ban huynh trưởng về sự thịnh suy của một gia đình. Về quyền lợi, quyền lợi có quyền biểu quyết trong một gia đình Phật tử, được đại diện gia đình biểu quyết trong các cuộc họp do ban hướng dẫn miền triệu tập, được mời làm phụ tá ban viên ban hướng dẫn miền, có quyền giới thiệu người vào để làm huynh trưởng tập sự, nếu có đủ khả năng và điều kiện được ưu tiên tuyển dụng vào các cơ quan sinh tài của giáo hội hay gia đình Phật tử. Chúng tôi xin mời tất cả quý anh chị huynh trưởng đứng dậy nghiêm chỉnh để chúng ta cùng đứng dậy. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức niêm hương thập Phật.
nghiệp ba kỳ chân dương công tán tháng hết kiếp không cùng tận chư tam đàn lễ nam mô tận hư không biên pháp giới quá hiền vì lai thập phương chư Yeah.
thần.